Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Nếu các bạn là một người giàu có và mong muốn sở hữu một món đồ độc nhất vô nhị trên thế giới để nâng cao giá trị của bản thân, một lựa chọn vô cùng xứng đáng chính là những bộ xương khủng long siêu độc lạ, có niên đại từ hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu năm trước. Còn gì ngầu hơn nếu chính giữa phòng khách nhà bạn là một bộ xương T-Rex khổng lồ đang nhe răng đón chào những vị khách. Và không cần phải nói nhiều, giới nhà giàu đã săn lùng hóa thạch khủng long trong suốt hàng chục năm qua và các nhà đấu giá lớn không thể bỏ qua nhu cầu này. Theo ghi nhận, một trong những vụ đấu giá hóa thạch khủng long sớm nhất đã diễn ra vào năm 1993 khi nhà đấu giá Bonhams đã tổ chức đấu giá thành công một ổ trứng khủng long gồm 10 quả với giá 76.000 đô la. Kể từ đó cho đến nay thì trung bình mỗi năm có đến 5 vụ đấu giá hóa thạch khủng long và nhu cầu của giới thượng lưu đã đẩy giá trị của những vụ mua bán này lên con số hàng chục triệu đô la tiền tươi thóc thật. Để có cái nhìn rõ hơn về giá trị của những hóa thạch khủng long, hãy cùng chúng tôi điểm qua danh sách 10 vụ mua bán hóa thạch khủng long đắt đỏ nhất trong lịch sử. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Trước khi điểm qua danh sách này, xin có một vài lưu ý về cách xếp hạng. Thứ nhất, chúng tôi xác định danh sách này dựa trên giá bán cuối cùng của các cuộc đấu giá đối với hóa thạch nhưng có tính thêm trượt giá. Thứ hai, hóa thạch ở đây không nhất thiết là một bộ xương hoàn chỉnh mà có thể là một phần hoặc một nhóm nhiều bộ xương được mua bán trong một cuộc đấu giá duy nhất. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với vị trí thứ 10 trong danh sách. Bộ xương Allosaurus 70% được bán đấu giá vào ngày 4 tháng 6 năm 2018 tại Paris. Có nguồn tin cho rằng bộ xương được khai quật từ bang Wyoming vào năm 2023 này thuộc về một loài khủng long mới chưa được xác định. Tuy nhiên, khoa học có thể đã mất dấu bộ xương này hoàn toàn khi nó được đem ra bán đấu giá tại Paris vào mùa hè năm 2018. Với độ hoàn chỉnh cao và là những gì còn sót lại của một chi khủng long ăn thịt đáng sợ như Allosaurus, bộ xương này đã khiến nhà sưu tầm phải chi đến 2 triệu 340.000 đô la, tính theo trượt giá là hơn 2,5 triệu đô la. Thứ 9, lại là hóa thạch của một con Allosaurus khác. Đây là một bộ xương khá mới, khi được khai quật vào năm 2016 cũng tại bang Wyoming ở Mỹ. Bộ xương này có niên đại 150 triệu năm, độ hoàn chỉnh là khoảng 70% và là một trong những bộ xương Allosaurus lớn nhất từ trước đến giờ. Năm 2020, nhà đấu giá Druid của Pháp đã đưa ra bộ xương này lên sàn tại Paris và thu về số tiền là 3 triệu 466.000 đô la Mỹ. Thứ 8, hóa thạch khủng long đối đầu. Đây là một cặp bộ xương của một con Allosaurus và một con Stegosaurus, rất có thể là kết quả của một trận chiến khốc liệt thời tiền sử được bảo quản trong đá. Trong đó, bộ xương Stegosaurus có độ hoàn chỉnh từ 75-80%, còn bộ xương Allosaurus phần lớn vẫn nguyên vẹn, nhất là hộp sọ. Được khai quật vào năm 2007 tại bang Wyoming ở Mỹ, hai bộ xương này được đưa lên sàn đấu giá vào năm 2011. Một bảo tàng đã mua lại cặp bộ xương khủng long này với giá 2 triệu 748.000 đô la, tính theo trượt giá là khoảng 3 triệu 721.900 đô la. Do đó nó đã vượt qua được bộ xương Allosaurus ở vị trí thứ 9 để đứng thứ 8 trong danh sách này. Thứ 7, điều mà các bạn chờ đợi nãy giờ cuối cùng đã đến, T-Rex. Mẫu vật hóa thạch khủng long đắt giá thứ 6 trong danh sách này chính là một hộp sọ T-Rex được khai quật từ hạt Harding, bang Nam Dakota vào năm 2020. Được đặt biệt danh là Maximus, chiếc hộp sọ này nặng khoảng 91kg. Sau phiên đấu giá được nhà đấu giá Sotheby's tổ chức tại New York, Maximus đã về tay một nhà sưu tập với mức giá là 6 triệu 069.500 đô la. Tuy nhiên, đây lại là một nỗi thất vọng lớn vì ban đầu, người ta kỳ vọng thu về đến 15 triệu đô la từ chiếc hộp sọ của loài khủng long ăn thịt bá đạo nhất hành tinh. Thứ 6, hóa thạch Gorgosaurus được khai quật tại bang Montana, Mỹ. Gorgosaurus là một người họ hàng của T-Rex từng sống trên trái đất cách đây 77 triệu năm trước. Bộ xương Gorgosaurus này gồm 79 chiếc xương nguyên bản, khi buộc dựng sẽ dài khoảng 6,7 mét và cao 3 mét. Sotheby's đã tổ chức đấu giá bộ xương này vào tháng 7 năm 2022 và thu về 6 triệu 069.500 đô la bằng mức giá của chiếc hộp sọ Maximus. Danh tính người chủ sở hữu mới của bộ xương không được tiết lộ cụ thể, nhưng CNN cho biết đó là một nhà sưu tập tư nhân và điều đó khiến các nhà khoa học không thể vui nổi bởi bộ xương này là một món hàng siêu hiếm nhờ có độ nguyên vẹn rất cao. Việc nó thuộc về một bộ sưu tập tư nhân cũng có nghĩa là giới khoa học gần như bị bít cửa trong việc nghiên cứu di vật quan trọng của thời cổ đại này. Thứ 5, bộ xương T-Rex có tên là Trinity.
Vào tháng 4 năm 2023, thì nhà đấu giá Kohler đã tổ chức đấu giá thành công bộ xương T-Rex Trinity với giá lên tới 6 triệu 200 nghìn đô la. Chủ nhân mới của bộ xương, theo tiết lộ của Fox News, là quỹ The Forbes, một quỹ nghệ thuật phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên một bộ xương của loài khủng long hùng mạnh từng sống tại Bắc Mỹ ngay trước khi sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận xảy ra được điểm bán đấu giá ở châu Âu. Tuy nhiên, số tiền này vẫn thấp hơn kỳ vọng bởi ban đầu, Kohler cho rằng họ có thể thu về đến 8,7 triệu đô la khi bán bộ xương này. Nguyên nhân có lẽ là bởi Trinity không phải là một bộ xương T-Rex nguyên bản mà chỉ có một nửa là xương thật, được ghép lại từ xương của 3 cá thể T-Rex khác nhau, được khai quật từ năm 2008 đến năm 2013 tại các hệ tầng Hell Creek và Lens Creek ở hai bang Montana và Wyoming, Mỹ. Thứ tư, Big John hay còn gọi là John Burke. Một bộ xương Triceratops có độ hoàn chỉnh là 60%. Bộ xương này được sách kỷ lục Guinness công nhận là bộ xương Triceratops lớn nhất từng được tìm thấy, do đó dễ hiểu vì sao mà nó thu hút sự chú ý của giới sưu tầm hóa thạch khủng long. Được phát hiện vào tháng 5 năm 2014 tại hệ tầng Hell Creek, bang Montana và hoàn thành khai quật vào tháng 8 năm 2015, Big John sau đó đã được nhà đấu giá Thierry Jolinsan tại Paris vào tháng 10 năm 2021. Cuối cùng thì nó được mua lại với giá 7 triệu 740 nghìn đô la, lập luôn kỷ lục hóa thạch khủng long đắt giá nhất được bán tại châu Âu vào thời điểm đó. Thứ ba, Hector, một bộ xương khủng long Deinonychus có độ nguyên vẹn 50% với 126 chiếc xương được bảo quản, gồm hộp sọ tương đối hoàn chỉnh. Mặc dù chỉ đứng thứ ba trong danh sách tính theo giá tiền, nhưng tôi tin rằng đây là bộ xương đắt giá nhất nếu bạn tính theo trọng lượng, bởi khủng long Deinonychus thấp bé nhẹ cân hơn những con khủng long khác trong danh sách này rất nhiều. Một con T-Rex nặng gấp 100 lần một con Deinonychus. Có lẽ nhờ được tiếp thị bằng danh tiếng của những con khủng long Raptor trong phim công viên kỷ Jurassic, vốn là họ hàng của Deinonychus, bộ xương Hector đã khiến một nhà sưu tầm phải bỏ ra 12 triệu 412 nghìn đô la để sở hữu nó trong phiên đấu giá do Christie tổ chức vào tháng 5 năm 2022. Thứ hai, chính là chỉ đại Sue the T-Rex. Sue the T-Rex có lẽ là mẫu vật khủng long bạo chúa nổi tiếng nhất thế giới, đồng thời cũng là mẫu vật T-Rex hoàn chỉnh nhất từ trước đến giờ, với độ nguyên vẹn lên đến 90%. Nó được đặt theo tên của nữ thợ săn hóa thạch Sue Hendrickson, người đã có công phát hiện ra bộ xương này. Vì độ nguyên vẹn của nó mà dễ hiểu vì sao vào năm 1997, Sue đã được bán, đấu giá và thu về số tiền lên đến 8 triệu 362.500 đô la, giữ kỷ lục mẫu vật khủng long hóa thạch đắt giá nhất mọi thời đại cho đến tận tháng 6 năm 2020, khi một bộ xương T-Rex khác được mua lại. Điều may là người mua lại Sue chính là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Field ở thành phố Chicago, và giới khoa học vẫn có thể tiếp cận để nghiên cứu Sue thông qua bảo tàng. Ngày nay thì Sue vẫn được trưng bày tại tòa nhà của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Field, một vị trí trang trọng nhất, và thậm chí còn có tài khoản Twitter riêng. Thứ nhất, vị vua vẫn luôn là vị vua, T-Rex. Với độ hoàn chỉnh lên đến 70% thì Stan là một trong những bộ xương T-Rex có độ hoàn chỉnh cao nhất. Được tổ chức đấu giá tại New York, Stan đã bị một vị đại gia Dubai nào đó mua lại với giá 31 triệu 800 nghìn đô la. Đúng chất nhà mình không có gì ngoài tiền. Chưa kể, giá tiền này đã không bao gồm quyền sao chép. Quyền này vẫn được Viện Nghiên cứu Địa chất Black Hill giữ lại, và nhiều bản sao được làm bằng chất liệu khác đã được viện này tạo ra, trưng bày tại các bảo tàng trên khắp thế giới. Stan cũng đã phá kỷ lục tồn tại 23 năm của Sue, trở thành bộ xương khủng long hóa thạch đắt giá nhất mọi thời đại. Bonus thêm cho mọi người là ngoài các mẫu vật trên, thì còn có một mẫu vật T-Rex, dù chưa được đem ra bán đấu giá nhưng vẫn đang được trưng bày và niêm yết giá công khai là 20 triệu đô la. Ai có tiền có thể đến phòng trưng bày David Iron ở London, Anh, trông đủ tiền để mang nó về mà không cần thông qua đấu giá. Đó là mẫu vật có tên Chomper, có niên đại khoảng 68 triệu năm được tìm thấy tại hàn Garfield ở bang Montana vào năm 2019. Nó có độ hoàn chỉnh 55%, riêng hộp sọ nguyên vẹn đến 90%. Với những ai quan tâm thì phòng trưng bày David Aaron sẽ cung cấp một tài liệu chi tiết về con khủng long, nêu rõ xương nào còn, xương nào mất, xương nào là được tái tạo. Nếu được giao dịch với mức giá này thì Chomper sẽ trở thành mẫu vật khủng long đắt thứ hai trong lịch sử, sau Stan the T-Rex. Có thể nói, những vụ mua bán hóa thạch khủng long luôn thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi giữa các nhà khoa học với các nhà sưu tầm hóa thạch. Có thể nói là người mua vui, kẻ bán mừng, còn khoa học thì hết sức băn khoăn. Nói người mua vui kẻ bán mừng là bởi càng ngày các bộ xương hóa thạch khủng long càng bán được giá. Hồi năm 1998 thì Sue the T-Rex được bán với giá 8,3 triệu đô la, lúc đấy đã là bộ xương đắt giá nhất thế giới. Đến năm 2020, kỷ lục này đã bị phá sâu khi Stan the T-Rex được bán với giá gấp gần 4 lần, hơn 31 triệu đô la. Còn những vụ bán đấu giá xương khủng long lên đến vài triệu đô la cũng không còn hiếm gặp nữa. Vậy tại sao khoa học lại băn khoăn?
Các bộ xương khủng long hóa thạch là những thứ rất có giá trị về mặt khoa học, đặc biệt là đối với các ngành nghiên cứu về sự sống thời cổ đại. Nếu chúng thuộc về tư nhân, coi như khoa học không còn cơ hội để tiếp cận những mẫu vật này nhằm nghiên cứu nữa. Công chúng thì cũng mất đi một cơ hội để chiêm ngưỡng bằng chứng về thời tiền sử, những sinh vật vĩ đại của tạo hóa từ một thời bước đi trên trái đất. Một số nhà khoa học đã lên tiếng cho rằng chính phủ và các nước nên sớm ra luật để quản lý hóa thạch, biến hóa thạch thành tài sản công hay đưa vào các kho tàng của nhà nước. Tuy nhiên, cũng có người giữ quan điểm khách quan, cho rằng thị trường mua bán hóa thạch tồn tại, thậm chí diễn ra rầm rộ là điều tất yếu. Luật pháp của nhiều nước cho phép chủ sở hữu đất có quyền tư hữu đối với bất kỳ vật gì tìm thấy trên đất của họ, kể cả xương khủng long. Trong khi đó thì nhu cầu mua xương khủng long để thể hiện, để sưu tầm hay để thỏa mãn đam mê ngày càng lớn trong giới nhà giàu. Cái gì được giá và cũng không vi phạm pháp luật, đương nhiên là sẽ có kẻ bán, người mua cũng như những trung gian đứng giữa ăn tiền và sẵn sàng thổi giá chúng lên cao ngất. Các bảo tàng hoặc sẽ phải chấp nhận tham gia cuộc chơi để có thể mua lại quyền sở hữu những bộ xương đó thông qua các nguồn vốn huy động cộng đồng hay tài trợ, hoặc chấp nhận để chúng rơi vào tay sở hữu tư nhân. Vậy liệu còn giải pháp nào khác không? Đơn giản là hãy hy vọng người mua là người có thiện chí với khoa học và cộng đồng. Một ngày nào đó có thể họ sẽ tặng lại các bộ xương hóa thạch cho các bảo tàng hoặc tự mở bảo tàng để cho công chúng chiêm ngưỡng. Chẳng hạn như bộ xương Stan nói trên, nghe nói nó đã được một đại gia Dubai mua lại vào sắp tới, vì đại gia này sẽ đặt nó vào một bảo tàng lịch sử tự nhiên mới xây dựng trên chính xứ sở của họ. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.